có một cái tiếp ở ngoài á. Ở dưới. Suýt cho nó sạch ha. Thank you.
Em chịu khó xuyên ha, cho sạch mộng. Lâu quá không lấy em, mộng quá trời. Thả lỏng ra tí, còn cái nhăn quá rồi nó bị căng, nó khó lấy mà nó gây đau hơn. Nó vậy xong rồi. Đó chứ chỉ cây nặng mụn nhé. Cứng cùng này cứng. Thôi lỏng chỗ này ra em mới lấy được á. Yeah.